Ok, hello và xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với cả là Hugakia Toilet Tower Defense. Và chào các bạn đã quay trở lại với cả là update 71 của gọi là Toilet Tower Defense. Thực ra nó không phải là update 71 mà nó là update tập 71 part 1 các bạn ạ. Thì ở trên đây là nó có cái bảng update, nó mô tả này là nó sẽ update thêm một cái gọi là chợ Marketplace, kèm theo đó là một con unit, đó là Red Laser Cameraman. Thì cái con này là cái con đến từ cái vòng quay gọi là coin các bạn ạ, ở cái chỗ Summon Unit này. Thì cái con này chính là cái con này nha các bạn nhá. Nó có giá mua là 500 game, à nhầm, nó có giá mua là 500 đô. Và mình cũng đã chết được con này rồi. Con này thì mình không mua được, mình không quay ra được các bạn, tại vì mình không có coin, với cả là mình không on cái lúc nó có ở vòng quay ấy. Cho nên là mình đã phải đi chết các bạn ạ. Tôi chết mất tận 1000 game. Ảo giá vãi nồi, cơ bản là tại nó mới thôi các bạn, chứ một thời gian nữa là nó sẽ giảm giá à. Và nó sẽ có thêm hai con boss, đó là con Duo Cargo Toilet à, với cả là một loại toilet mới thôi, đó là con Octo Rocket. Đấy, thì đây là mấy cái gọi là update ở trong cái update Epson 71 này các bạn nhá. Thêm một số cái nữa, đó là một số mấy cái con unit sẽ được boost. Tức là có nhiều con unit thì bây giờ nó không được áp dụng cái boost của con DJ TV Man ấy, thì bây giờ nó sẽ áp dụng, đấy kiểu như thế. Thì mình cứ nghĩ là rằng là nó sẽ gọi là update mấy cái hòm mới cơ. Cho nên là mình đã chuẩn bị sẵn gần 100.000 game ở đây, nhưng mà nó lại chả update các bạn ạ. Khá là buồn. Thế là hôm nay tôi quyết định gọi là tôi lại đi vào quay tiếp cái con Hyper Upgrade Titan Speakerman này trước, để xem là có ra được thêm con Hyper nào không. Sau đấy là tôi sẽ đem đi treo thử mấy con này lên trên cái Marketplace xem như nào các bạn nhá. Đấy, thì bạn nào mà có gọi là nhu cầu muốn mua unit mà giá rẻ, phải chăng hiện tại là mới khai trương đang giảm giá 15%, thì các bạn có thể đến ngay với cả là hugakiatoilet.vn nhá. Link mình để dưới phần ghim comment đây các bạn. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy là ngay góc màn hình đấy. Rồi, chúng ta sẽ cùng xem thử, để xem là mở tầm 45.000 game rồi nhá. Mình sẽ mở 45.000 thôi để xem có ra con Hyper nào không. Mình hôm nay mình vừa mới thấy có đứa fan mình, nó khoe, nó bảo là em mở chơi có 3 hòm thôi ra luôn con Hyper. Thế mà trong khi đấy tôi mở chơi trăm hòm không thấy ra. Người ta mở chơi 3 hòm ra. Game đúng kiểu gọi là phân biệt đối xử thực sự. Ui dồi ôi, lắm con so quá. Con so này bán không được giá lắm các bạn ạ. Nếu mà được con Toxic thì ít ra là có đi treo được giá. Mình thấy bọn nó treo ở Marketplace lên tận 500 game. Rẻ thì là 300. Còn cái con so này mình chả thấy ai treo mấy các bạn ạ. Chắc cũng đéo ai mua, bình thường người ta mua con Toxic. Đây, khá là nhiều Toxic này, ngon. Ui lần đấy tôi quay lắm Toxic vãi. Hình như 56 con này, còn nhiều hơn cả số con so. Tôi sẽ mở một lần 20 hộp nữa nha, để xem là có ra được con Hyper được không. Mẹ thề luôn, mấy cái hòm trong này bịp vãi. Đi chết với con Hyper này, nó không đắt như này đâu. Nhưng mà đéo hiểu sao mẹ mày đi mở á. Cái tiền mở nó quá mẹ tiền mua các bạn ạ. Vãi cả trường thật, sao hồi đầu tôi quay được ra một con hay vậy. Thôi, tôi quay nốt 20 hòm nữa xem ra không nha. Nào, phù. Let's go, một con Hyper. Cái đệt không. Vẫn đéo ra các bạn ạ, cay đó, chịu được tề. Cái cảm giác kiểu quay xong rồi nó đéo ra, nó bị cay ấy. Nó bị rất là khó chịu nhá. Nó làm mình không thể nhịn được, mình phải mua thêm 20 hòm nữa cho đỡ tức mới được các bạn ạ. Thề luôn, tầm này mà không ra chắc tôi sùi bọt mép, tôi chết mất. Chết vì cay mất. À đúng rồi, các bạn có biết là mấy hôm nay tôi vừa phải đi chữa bệnh không? Mình vừa đi chữa bệnh, với cả là mình vừa gọi là một chút gọi là phẫu thuật nho nhỏ về các bạn ạ. Cho nên là hiện tại là mình đang hơi đau một tí, cho nên là mình ngồi ở một cái tư thế nó không được thoải mái lắm. Với cả là quay video cũng trong tình trạng nó không thoải mái lắm, thì mong các bạn thông cảm nhá. Cái này là về vấn đề sức khỏe các bạn ạ. Nói chung là từ đó 5 giờ khá là đen. Ngoài việc là bị gõ gậy các kênh các thứ ra, xong rồi hôm trước còn vừa rơi vỡ màn hình điện thoại, sửa mất hơn chục triệu ra, thì tôi lại còn phải đi chữa bệnh nữa các bạn ạ. Đây rồi, một con Hyper. Yeah, như vậy là tôi đã có con Hyper thứ hai, Hyper Upgrade Titan Stickerman. Nhưng mà quay mất tận 120 hòm thì nó cũng chả phải cái gì đấy gọi là đáng tự hào các bạn ạ. Tại vì là tỷ lệ của nó là 1% thì chúng ta quay 100 hòm thôi. Đây tôi quay 120 hòm, cậu thấy lần trước tôi quay với hơn 200 hòm. Đây, chúng ta sẽ cùng thử gọi là qua bên Trading Plaza để xem bên đấy nó có cái Marketplace nó như nào nha các bạn nhá. Đây, thì nó mới cập nhật thêm một cái, đó chính là cái chỗ này này, giúp chúng ta có thể gọi là mua và bán unit một cách dễ dàng hơn. Một là các bạn có thể đi chết, hai là nếu mà các bạn mà rảnh chó, các bạn mà không muốn đi chết ấy, thì các bạn có thể gọi là đi vào đây mua. Đây này, con Hyper Upgrade với giá là 20k game, DJ TV Man là 32k game này, nó có những cái con treo đây này. Các bạn có thể mua được giá tốt bằng việc là các bạn ngồi đây săn các bạn ạ. Còn nếu như mà các bạn mà đi
cạn mà đi chết thì được giá tốt hơn, nhưng mà cạn lại mất thời gian. La laser này không phải là con mới đâu đúng không? Con mới là con red laser. Đấy nhá, mình sẽ thử treo một con toxic vào nha cạn nhá. Mình sẽ thử treo con này với giá là 500 gem đi. Xong rồi mình treo thêm một con nữa với giá là 450 gem đi. Mình nghĩ là treo với 450 gem là mình lỗ đấy, rõ ràng là như vậy rồi. Nhưng mà tôi sẽ treo thử để xem là có ai mua không. Tôi sẽ gỡ vốn lại cho cái đống gem của tôi các bạn ạ. Chúng ta sẽ có hai cái mục gọi là free này, là chúng ta treo được tối đa 10 con. Mình có VIP nên là mình treo được thêm một con nữa là sẽ là 15 con các bạn ạ. Con so này sẽ bán với giá bao nhiêu tiền nhỉ? Đây này, ở trong này có khá là nhiều các con unit này. Có con Frost DJ này với giá là 50 gem này. Ê, tính ra mấy cái con này kiểu nó rẻ rẻ á. Mình nghĩ là mình cứ mua mẹ đi đúng không? Con Frost DJ này thấy có nhiều bạn gọi là thích thú với cái con này lắm. Thấy đi lên gọi là Hungakia Toilet.vn của mình mua suất. Mình nghĩ chắc là con này nó cũng phải có một cái giá trị sử dụng ghế chứ đúng không? Ui, nhiều con unit lạ vậy. Kiểu unit free ngày xưa ấy. Nhìn chả biết con nào với con nào cả. Con Sinister này tôi cũng có một con này. Được cà tím gọi là chết trong một con. Ui, con Last Firewood này mạnh thế cơ á. 2500 game lận cơ á. Gần bằng Old Godly, gần bằng Godly luôn rồi. Đấy, tôi sẽ để con gọi là Toxic ở đây các bạn ạ. Tôi sẽ để con Toxic ở đây để xem là có gọi là ai mua không. À, tôi thấy như là con so đều thấy ai treo cả. Tôi sẽ treo thử một con so và để xem là có ai mua không các bạn nhá. Tôi sẽ treo một con so với giá là 200 game thôi. Tôi biết là treo 200 game là tôi lỗ. Chẳng qua là tôi treo vào để xem là có ai mua hay không thôi. Nào các bạn ơi, vào Marketplace mua đi. Toxic 450 game, so 200 game, lời chưa? Mua về đi chế độ hát cây coi nào. Con này thì không đủ sức để đi được chế độ đay me, nhưng mà chế độ hát đi được các bạn ạ. Để mình thì treo bán con gọi là Titan Dreamman này nha các bạn nhá. Mình thử treo con này với giá là 250 yen. Yeah, tôi sẽ treo thử con này lại đây. Khi nào mà tôi cần tôi sẽ ra lấy con này lại sau. Đấy, lần đầu tiên có một người treo bán con gọi là Upgrade Titan Dreamman. Ui dồi ôi. Thế là như vậy là bên mục bán này đã có một con Upgrade the Titan Dreamman số 148 của mình với giá 250k game. Cướp cơ ạ. Trông rất là giống cướp. Nhà thôi, tôi cứ quăng vào đấy, lỡ đâu có ai đấy mua thì sao các bạn. Ai biết rảnh được. À đây, có người mua gọi là mua con so với giá 200 game của mình rồi các bạn. Đấy, tôi bán được con so với giá 200 game rồi. Các bạn thấy chưa? Tôi bán hàng rẻ đây là bán chạy. Nhưng mà tôi nghĩ chắc là không có lần hai tôi bán lại thế đâu. Tôi chỉ bán thử để xem chế độ marketplace như nào thôi. Đấy, thì nó là một cái chỗ để mà cho bạn nào mà có muốn gọi là muốn bán cái unit của mình ấy mà bán nhanh ấy thì các bạn có thể gọi là ra đấy thì nó sẽ đỡ phải đi kiếm kèo chết mà các bạn có thể bán được luôn. Ủa? Mà tôi quăng con này vào trong cái marketplace rồi mà tại sao con này nó lại bay về chỗ mình nhỉ? Ủa? Là cái con này nó sẽ không nằm lại đấy à? Lạ thật. Đây nha các bạn nha, đây là con unit mới. Nó là con Red Laser Cameraman. Con này có quả DPS tối đa là 18.000 các bạn ạ. Cooldown 0.5 mà đam 400. Tức là con này ngang với con Green Laser ở cái cooldown nhưng mà đam ngay từ đầu nó hơn. Nhưng mà bù lại nó đắt tiền hơn các bạn ạ. Thì con này cũng được coi là một trong số những con unit để đép đầu game ấy. Nên là mình nghĩ chắc là mình sẽ xây con này để đép đầu game thay cho con Green Laser luôn các bạn ạ. Mình sẽ thử gọi là vào trong map Toilet City cho nó dễ nha. Chứ còn vào mấy map khác có vẻ nó hơi khó các bạn ạ. Nói chung là hôm qua thì mình mô tả cho các bạn nghe về cái bệnh của mình tí lâu nào là mình phải đi tiểu phẫu các bạn ạ. Hôm qua tôi vừa làm một cái tiểu phẫu trên là nó cũng dạng như gọi là phẫu thuật nhưng mà nhỏ nhỏ ấy. Thế là mình phải tiêm thuốc tê các thứ, xong cây rồi hôm nay nó gây đau. Cho nên là nguyên cả ngày hôm qua mình đi chữa bệnh với cả là mình nằm ngủ đến tận bây giờ luôn các bạn. Cho nên là mình không chơi update sớm được. Với cả là mình giữ sức khỏe ấy. Ngủ để mà giữ sức khỏe để hôm nay mình lại đi tiếp các bạn ạ. Mấy ngày tới này là mình còn phải đi gọi là thay bông băng vết thương. Ủa cái gì đấy? Gì đây? Game bị lỏ à? Alo? Con sờ mò toilet nó đứng đây được nửa tiếng rồi. Cái đẹp. Game từ lúc mới update giờ lag lắm nha. Rất hay có lỗi lung ta lung tung luôn nha. Rồi về lobby đấu được luôn. Rồi đầu game chúng ta cùng vào farm tiền nào. Lần trước là khả năng nãy là khả năng game bị lag các bạn ạ. Mà công nhận là game toilet này từ lúc nó update giờ lag thật. Lúc sáng mình có vào mình chơi thử mấy trận để xem máy chủ nó có ổn định không để tôi quay video. Thì nó lag có phải gọi là loài trí luôn các bạn ạ. Bắn là mấy con unit đánh cứ giật giật thôi. Cho nên là tôi nghĩ là phát vừa rồi là do lag thì cũng phải thôi. Đây chúng ta sẽ xây mấy con Santa TV Man trước để gọi là farm tiền nha. Mình nghĩ chắc là cái way gọi là toilet đầu tiên này thì mình cho nó gọi là chạy qua luôn đi. Tức là mình cho nó vào phá nhà mình luôn đấy các bạn ạ. Mình sẽ xây farm tiền để mình lấy tiền mình
mình xây cái con gọi là Red Laser. Đây, mình sẽ xây hẳn ba con Santa luôn. Rồi, tao chấp bọn toilet chúng mày đi luôn. Tao gọi là nhiều máu mà. Thiếu mất 50 đồng các bạn ạ. Tôi cứ nghĩ rằng là nó sẽ đủ thì tôi sẽ có thể xây được con laser đấy luôn. Nhưng mà không các bạn ạ. Nó thiếu mất 50 đồng. Như vậy nếu như mà chúng ta muốn đủ, chúng ta phải xây cái vườn hoa thay cho cái các bạn ạ. Thay cho cái con Santa này thì chúng ta mới đủ tiền đầu game được. Nhưng mà late game ta sẽ bị thiệt hơn. Thôi đây, chúng ta sẽ cùng xây con green laser. À, con gọi là red laser nha. Ui, nhưng mà cooldown nó hơi chậm các bạn ơi. Cooldown nó hơi chậm, nó chiếu không có được gọi là nhanh hơn cái con green laser một tí nào ấy. Mà con green laser là mình đến cái những cái way này ấy, là mình xây thật nhiều con ra để mình đép. Còn đây là chỉ có một con thôi. Một con như này đam nó to thật, nhưng mà nó sẽ không thể gọi là cân hết cái bọn gọi là bọn toilet con này được các bạn ạ. Ui, có vẻ là hơi ngợp đấy nha. Có vẻ là hơi ngợp đấy. Thôi rồi, nhưng mà xây hai con laser ra thì mình nghĩ chắc là sẽ ổn thôi. Đầu game ta sẽ hơi thọt tiền một tí các bạn ạ. Nhưng mà chơi con này thì chúng ta sẽ để được cả con Drill với cả con Hyper Upgrade vào. Nếu như mà không thì mình sẽ phải bỏ một trong hai con này ra. Bình thường các bạn sẽ bảo mình là mình bỏ con nên bỏ con Drill ra đúng không? Yeah, chắc chắn là các bạn sẽ khuyên mình là anh nên bỏ con Titan Drill ra. Tại vì là con này nó không cần thiết lắm. Nhưng mà các bạn ạ, lát nữa mình sẽ cho bạn xem tại sao mình lại cầm con gọi là Upgrade Titan Drill Man này đi. Đó, để tôi xem chiêu thức của nó nào. Ui dồi ôi, cái tiếng của nó cũng y hệt với cả con Green Laser thôi các bạn ạ. Chả khác cái mẹ gì. Chính xác thì nó là con Green Laser nhưng mà ở phiên bản đắt tiền hơn. Và nó cũng mạnh hơn. À, con này là con Free các bạn ạ. Con Green Laser là nó sẽ bắt các bạn phải mua bằng cái gói gói Starter Pack là mất game. Nhưng mà con này thì nó cho các bạn... À đâu, game đéo đâu mùng Robux chứ. Nhưng mà con này cho các bạn mua Free nên là tính ra là con này thuộc dạng là mình thấy ok hơn đấy chứ. Mình thấy con này là ok hơn với cả là con ấy đấy. Ok hơn với cả là con Green Laser đấy. Các bạn chơi kể cả Nightmare các bạn có thể cầm con này đi được các bạn ạ. Tại vì đam to như này cơ mà. Các bạn chỉ cần là đầu game các bạn đầu game các bạn chịu khó là cho mấy con toilet nó vào nó phá nhà một tí thôi. Ở những cái quay đầu thôi. Để xây up tiền thì các bạn sẽ có thể xây được con này lên. Và từ lúc xây con này lên thì con này nó sẽ đép như con Green Laser. Nhưng mà ở phiên bản gọi là mạnh hơn. Ôi ôi, nâng cấp thì tốn ít tiền hơn nhưng mà mạnh hơn các bạn ạ. Wow, chiếu được cả con 16.000 máu con này. Ê, con này mạnh hơn mình tưởng luôn á. Ngon, đã nâng được thêm một con Santa nữa rồi. Nâng tiếp một con nữa lên. Ok à, sao nhiều khi bấm up nó đéo up lên ấy, thề game lag vãi hò. Ping nhiều khi nó cứ nhảy lên 300 ấy các bạn ạ. Cay thật sự. Game update xong nhiều người chơi quá hay sao ấy. Mình thấy là hình như là gấp đôi người chơi lên tận 200.000 người chơi. Đâu, chúng ta còn nhìn em con Green Laser này, con súng như nào nào. Wow. À, thực ra là mình thích con súng của cái con này hơn là cái con ấy các bạn ạ. Mình thích súng của con Red Laser này hơn là con Green Laser. Con Green Laser trong quả súng nó hơi hơi phế, giống như chiếu đèn pin ấy. Còn con này giống như kiểu cầm một khẩu gọi là đại bác laser xong nó chiếu luôn. Con này chả biết là trong cái Skin Vitolet bản gốc nó có không nhỉ? Hay là nó là một cái gọi là một cái bản chế ở cái Multiverse thôi nhỉ? Mình không biết á, tại vì là mình không xem cái bọn Skin Vitolet Multiverse nên là mình không rõ là con nào là ở Multiverse. Mình chỉ biết là con này thì chắc chắn là ở Multiverse rồi. Tại vì là con này thì ở bản gốc không có. Đấy, nói chung là con nào bản gốc thì tôi biết. Ví dụ như con này nhá, con này thì ở bản gốc nhưng không có thì phải này. Chắc là mấy con này dị dị vãi. Thực ra có nhiều con ấy là ở trong phim còn không có luôn. Cái game này nó tự thêm vào ấy chứ nhờ. Thực ra cái game này nó cũng thêm vào khá là nhiều con lạ. Rồi, chúng ta sẽ cùng nâng thử mấy con Red Laser này lên đép ở cái gì. Ố cái gì? Evil Way. Ố cái này là cái gì vậy? Cái này là mới thêm ở gọi là ấy à. Cái này là mới thêm ở trong game hay gì á các bạn ơi. Như kiểu nó sẽ ra một cái way nó gọi là Evil Way. Và như mình đép cái này thêm mình sẽ được thêm cái gì á. Và trong lúc này nó không cho mình skip con này. Cái Evil Way này nó bắt mình phải đép xong đã thì mình mới được skip các bạn ạ. Vãi. Tức là mình không thể bật auto skip để mình gọi là up tiền được. Chết rồi, thế mà tôi lỡ up mấy con full, mấy con farm tiền nói. Không biết đép được không? Ồ, cũng đép được. Rồi, tạm thời là đép ổn. Ngon. Này thì Evil Way này. Chúng ta sẽ up farm tiền thêm nữa nha. Up thêm một anh laser nữa, chiếu cho nó khỏe. Đúng vậy. Uầy, mấy laser này đép đầu game ngon đấy chứ. Đép ok thật sự. Mà nó là con Free nữa. Hiện tại thì nó sẽ đắt hơn mấy con Green Laser. Nhưng mà các bạn mà có muốn dùng mấy con này ấy, các bạn đợi vài ba hôm nữa. Khi mà người ta quay cái vòng quay coi nhiều rồi ấy, summon ra nhiều con này rồi ấy, thì con này sẽ tụt giá được ạ. Thì mình nghĩ chắc là giá con này nó cũng sẽ chỉ rơi vào tầm 300-400 game gì đấy. Mình không biết nữa. Mình đoán là giá nó tầm đấy thôi, tầm 400 game thôi. Giá thì nó cũng có sử dụng giá trị cao đấy. Nhưng mà nó sẽ không nhiều giá được. Tại vì là nó là con Free mà. Bây giờ chúng ta đang có một con Flying Toilet.
nó đang bay đến đây và mình trông con đấy có vẻ mạnh. Cho nên là mình nghĩ là mình sẽ áp với con laser con của mình lên. Ừ đấy, mẹ nó đi nhanh vãi nồi luôn. Không áp thêm hai con này lên là lớn ngớ là không đép được con đấy đâu. Bây giờ mà mình mà để một con nữa vào là thua này mẹ đấy. Lần đầu tiên chơi game đã thua này mẹ rồi. Bây giờ mà thua này mẹ đã người ta cười vào mặt cho các bạn ạ. Không thể được. Bây giờ là tôi là một ở một cái cương vị khác rồi. Trình độ của mình là ở một cái đẳng cấp khác rồi. Không thể nào có chuyện là bây giờ mình lại thua này mẹ được. Rồi sau đây mình sẽ xây con gọi là DJ vào đây. Để mình boost một tí cho cái con mấy con laser này nó mạnh thêm nha các bạn nha. Ok. Ủa cái cooldown nó giảm rồi mà đúng không? À giảm rồi. Bây giờ ta sẽ chúng ta sẽ đợi. Chúng ta sẽ đợi tiền để gọi là áp mấy con green laser lên thêm một mấy con laser lên thêm một cấp nữa. Nhưng mà trước đấy ta cứ xây farm tiền lên thêm 3.000 đã. Đấy. Bây giờ đợi đủ 7.000 thì mình sẽ áp con này lên cấp 7.000 để xem nó mạnh cỡ nào các bạn nha. Cấp 7.000 của nó là cấp cuối rồi các bạn ạ. Hình như thế. Hình như cấp 7.000 nó là cấp cuối rồi. Đây, nó là cấp cuối rồi các bạn ạ, nó chính là cấp 5. Wow. Như vậy là con này ở cấp độ tối đa nó sẽ có cooldown là 0.2 với cả đam là 3.600. Thêm con DJ TV Man nó bút lên nó sẽ lên gọi là mốc qua 4.000 đam. Ui, chiếu cũng gọi là nhiệt tình đấy chứ. Con này chiếu 0.17 giây là chiếu nhanh ngạo với con gửi laser ấy. Gọi là chiếu cũng ác quỷ đấy chứ. Mỗi tôi ngủ hơi lâu nha. Mỗi tôi là ăn mấy quả gọi là bom mìn là bị ngủ hơi lâu. Tôi đánh giá là cái đấy là không ok lắm. Nào chiếu cái con kia đi. Ừ đúng rồi, mẹ chạy nhanh vãi đái. Trông con bỏ mẹ đấy giống kiểu mẹ bóc cua xé gió đạp chó mất tiêu luôn đấy. Được, mình đánh giá là mấy cái con gọi là red laser này cũng có giá trị sử dụng đấy. Mỗi tội là cái mỗi tội là cái gì nhở, cái con này nó bị ngủ lâu quá các bạn ạ. Nó mà bị mấy con máy bay nó đâm vào nó ngủ lâu vãi trưởng ra ngủ mẹ mày kiểu tưởng như nó ngất mẹ luôn rồi ấy. Cho nên là tôi đánh giá là cái đấy là đi endless là không ok. Mà thực ra là cũng đỡ ai cầm với con này đi endless đúng không các bạn? Đấy. Cho nên là các bạn lưu ý cái đấy thôi. Còn lại thì mình thấy là con này ngon. Đép khá là ok. Đép đến tận quê hay mấy rất là easy luôn. Thực ra là mình nghĩ là con này đi win được cả nightmare luôn chứ. Nói chung là ngon các bạn ạ. Mình nghĩ là mình sẽ dùng con này thay cho con green laser. Tại vì tôi trông có vẻ thích con bảo vệ này hơn các bạn ạ. Đây thì con drill mình có nói các bạn là mình lý do mình cầm nó vào đây để cho các bạn thấy chứng kiến sự thay đổi thì là cái gì. Đấy, dành các bạn nào chưa có con drill thì các bạn sẽ biết đó là cái con drill này nó được thay đổi cái hoạt ảnh rồi các bạn ạ. Bình thường mấy lần trước các bạn mà xem lại mấy cái video cũ của mình thì các bạn sẽ thấy là cái con này nó không được gọi là mềm người như này đâu, kiểu người nó không được dẻo dai như này đâu. Và nó cũng không có những cái hoạt ảnh động kiểu lúc nó ngồi nó cử động như này. Nhưng mà bây giờ thì con này nó được update rồi các bạn ạ. Nó được có cái hoạt ảnh là khi mà đánh thì trông nó có vẻ nuột nà hơn. Rồi nó cử động trông nó gọi là nói chung là trơn tru hơn đấy các bạn. Nhìn nó đẹp hơn. Cái hình ảnh của nó không thay đổi gì đâu nhưng mà cái hoạt ảnh gọi là dùng chiêu nó thì ok hơn đấy các bạn ạ. Đấy. Thì đây là cái thay đổi duy nhất của con Titan Drill thôi chứ còn mình nghĩ là con này nó không thay đổi thêm gì mấy đâu. À không, con này là upgrade được Titan Drill. Chứ còn con Titan Drill lại là con khác rồi. Con Titan Drill đấy mình còn chưa dùng thử các bạn ạ. Con Drill phế ấy. Mình không biết là nó có gì khác với con Drill này không. Kiểu nó hoạt ảnh các thứ nó có bị khác không ấy. Tôi có con đấy mà. Tôi mua với giá 599 Robux nhưng mà tôi chưa dùng thử. À 599 game chứ. Được, và đây chúng ta sẽ có gọi là một cái phát gọi là up con Santa TV Man lên cấp cuối. Yeah, đây là tôi quên không up với con farm tiền. Tôi cứ mãi ngồi review mấy con Red Laser. Vãi ở game lag thế đấy. Lâu lâu có mấy pha về mày lag gọi là giật cả game luôn mà. Bây giờ mình nghĩ là nếu mà mình cầm con Red Laser ấy đi ấy thì đam của nó từ đầu game cho đến tận cả cuối game luôn. Với cái DPS của nó là 18.000 ấy mà nó rẻ như này á thì xây nhiều con là được. Thì mình nghĩ là nó vẫn rất là ok. Thì mình nghĩ là nó có thể dọn được mấy con bé bé. Thành ra là bây giờ cái con Hyper của mình nghĩ chắc là cũng không cần thiết. Tức là có nghĩa là xây cũng được mà không có cũng không sao ấy. Chứ còn ý tôi không phải là tôi chê Hyper. Hyper thì nó vẫn luôn là con mà tôi yêu thích nhất. Tại vì là nó dọn được quái rất là xịn sò. Nhưng mà cái bọn laser này nó cũng dọn được các bạn ạ. Cho nên là em Hyper trong mắt tôi là nó mất đi giá trị khá nhiều rồi. Còn nếu như mà để dọn quái mạnh như kiểu mấy cái con châu châu cỡ này ấy thì các bạn đều thấy đấy. Đó là con Drill của tôi đang mổ như gà mổ thóc luôn. Nó mổ gọi là ác quỷ luôn các bạn ạ. Áp cấp này ra sẽ lên 100.000 đam. Đấy. Cái hoạt ảnh kéo toilet vào để ăn nó cũng thay đổi đi một tí các bạn ạ. Người nó gọi là rung rung hơn tí, cử động hơn tí, dẻo dai hơn một tí. Đấy. Nó có thêm một chút cái cử động. Trước thì là nó chỉ có cạp 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 thôi. Giờ nó kéo vào xong rồi là người nó phải lắc lắc tí cho nó phê cơ các bạn ạ. Chắc là rung lắc tí cho bọn toilet này kiểu nó phê ấy. Đấy thì nếu như bạn nào mà có muốn mua unit giá rẻ ở gọi là trong tựa game Toilet Town Defense thì các bạn thể vào trong gọi là hungakia toilet.vn nhá. Là shop của mình hợp tác với cả thằng bạn mình là Thịt Tún.
mới khai trương cách đây được gọi là không lâu, mới khai trương được có tầm gần một tuần thôi, mà vẫn khá là nhiều bạn tin dùng mua, thì rất là cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bạn nào mà có chưa mua thử thì có cần mua unit thì cứ có thể gọi là vào trong hoa.vn của mình để mua nhé các bạn nha. Link mình sẽ để dưới phần game comment nhé các bạn. Đấy thì cứ lâu lâu mà mình có cần con unit nào là mình cũng toàn hay gọi là nhờ thằng Thịnh nó đem từ gọi là shop mình vào, mình dùng tạm xong rồi mình lại đem về mình trả để trả đơn cho khách các bạn ạ. Chứ còn không phải là con nào tôi đi chết được. Ví dụ con DJ TV Man này nó là một ví dụ điển hình như vậy. Ui, nó grab cả một con 1 triệu 2 máu vào trong lực trước kìa. Xin thực sự. Nhưng mà cái ăn này hình như nó chỉ gặm được có khoảng 3 nhát là nó phải nhổ ra rồi các bạn ạ. Như kiểu là nó ăn nó sợ nghẹn hay sao ấy. Nói chung là cái chiêu ăn này tôi cứ tưởng là nó sẽ khống chế cứng một con đến khi nào con đấy chết thì thôi, nhưng mà hóa ra là nó cứ ngoại một con, nó một lúc nó lại quăng ra. Nên tính ra là cái chiêu con này cũng không mạnh như kiểu là tôi tưởng tượng các bạn ạ. Tôi tưởng tượng ra một cái gì đấy vĩ mô hơn cơ. Nào, hãy đủ tiền để cho ta up con W lên cấp cuối nào. Mày tăng cấp đôi đam so với cấp này rồi đấy các bạn. Thêm vào 90.000 đam cơ mà. À đó, 90.000 đam, nhưng mà nếu như mà thêm cả con DJ vào là gấp đôi rồi. Đấy, 100.000 lên tận 212.000. Ai, quả này là có thêm quả lưỡi hái sau lưng rồi. Tầm này con 1 triệu máu mà ra thì cũng chỉ để nó ngoạm cho phát thôi, nó gọi là dính răng. Ai, có 600.000 đấy thì cũng 3 nhát thôi chứ mấy. Không bỏ dính răng các bạn ạ. Hôm qua mình vừa phải đi phẫu thuật đấy thì về là đúng ra là mình sẽ phải gọi là nằm viện các thứ đấy, nhưng mà nó cũng không cần thiết các bạn ạ, cho nên là mình quyết định là mình xin về. Nói chung là chỉ có hàng ngày là mình đi ra bên đấy mình rửa vết thương các kiểu thôi, với cả là thêm nốt chữa trị thôi. Nói chung là cũng không phải là cái gì ấy nặng lắm đâu nên các bạn không phải lo, nhưng mà mình cũng cần nghỉ ngơi ấy. Tức là nó không phải cái gì đấy quá là nặng, nhưng mà mình cũng cần một thời gian nghỉ ngơi để cho gọi là vết thương nó lành. Cho nên là mấy ngày hôm nay chắc có lẽ là mình không ra được nhiều video thường xuyên. Video toilet này thì mình ra được khá là dễ, cho nên là mình mới gọi là làm liên tục. Chứ còn nếu như mà như video blog food ấy, thì là mình không ra được thường xuyên các bạn ạ. Nhưng mà cũng thật là tình cờ là đúng đợt này kênh blog food của mình đang bị ban. Mình nghĩ chắc là mình sẽ dành khoảng hơn chục ngày để mình dưỡng thương. Mình chỉ cần chữa trị khoảng chục ngày nữa thôi là coi như là bệnh của mình nó cũng sẽ gọi là tiến triển tốt và nó cũng sẽ khỏi thôi. Chết rồi, sao trông có vẻ đến wave 40 này trông có vẻ ngợp thế nhở. Tính ra tôi mà không cầm theo con hyper này khéo lờ ngớ tôi vẫn thua đấy chứ. Tôi up con Titan Drew hơi quá, kiểu gọi là hơi all in vào đó quá, xong cái rồi bây giờ đéo đép được mấy cái đoạn AOE này các bạn ạ. Kiểu đéo đép được mấy wave AOE này, với cả là mấy con unit của mình bị ngủ nhiều thật. Thế ngủ liên tục luôn. Con Speaker Repair Drone nó cũng cần thiết ở trong cái chế độ gọi là Nightmare này thế cơ à. Trời ơi, tí nữa tưởng thua mẹ xin chiến sư nhà đó. Sao mà nó ngủ liên tục vậy ta? Bình thường con Hyper của mình làm gì nó bị ngủ liên tục này đâu, sao hôm nay nó bị ngủ liên tục nhở? Má mày hôm nay thiếu ngủ hay sao các bạn ơi? Ui, nói gì thì nói chứ mày Hyper nó vẫn làm một cái gì đấy các bạn ạ. Các bạn nhìn nó chiếu ngoài nó đam một đống con trong một cái vùng hình nón xem. Mấy con laser kia mày có chiếu nhanh đến mấy, chỉ chiếu từng con thôi. Con này là chiếu cả lũ. Quá là xịn sò. Chúng là con laser này cũng dùng được. Nhưng mà tôi đánh giá là cái giá của nó với 1.000 game là hơi đắt nha. Mà cha thằng nào chết với tao với 1.000 game. Mà các bạn biết gì không, cái thằng chết 1.000 game con red laser này cho mình ấy, nó còn là fan mình nữa chứ. Nó chat lên nó bảo là: anh ơi em fan anh chết cho em 1.000 game đi. Vãi cả đời ạ. Trời ơi, nó fan tôi đúng là nó phải cho tôi chứ không, nó xin tôi các bạn ạ. Thế là cuối cùng tôi lại phải là người cho nó, không biết ai là idol của ai nữa. Mà ở đây không biết có bạn nào giống mình không. Ngày hôm qua ấy các bạn, tôi đéo biết là cái update này nó xóa cái trái tim đi. Nên là tôi đéo gọi là tiêu hết cái trái tim. Thế là tôi vẫn còn để mất khoảng gọi là cỡ 2.000 cái trái tim nữa. Xong cái ở đó biết là mất hết mẹ luôn rồi các bạn ạ. Biết thế tôi lấy ra tôi mua nốt 10 hòm tôi mở. Lỡ đâu ra được thêm con Healer TV Woman nữa. Mẹ mày thảy lên gọi là Hungakia Toilet.vn là tôi được thêm tí tiền rồi các bạn. Trời ơi đem đi bán. Chứ còn tự dưng bỏ phí thế. Cay thật. Mình nghĩ là chắc là nhiều bạn cũng biết rồi, tại vì từng chơi rồi và biết rằng là update nó sẽ xóa với cái vật phẩm sự kiện rồi. Nhưng mà mình đều biết các bạn ạ. Lúc mình chơi thì là lúc nó đang có cái event Valentine thì sẵn rồi mà. Thế là tôi để mẹ cái trái tim ở lại. Xong cay rồi mất luôn. Cay vãi ò. Tại mình cứ nghĩ là nó chỉ update thôi, mình không nghĩ là nó xóa cái trái tim các bạn ạ. Mà nhân tiện là game cứ lâu lâu lại bị đứng hình cái thế. Và chúng ta chỉ xây được đúng một unit nữa thôi. Cho nên là mình xây nốt thêm một con Hyper các bạn ạ. Tại vì xây thêm một con laser nữa thì áp phát mắc luôn rồi. Nó sẽ không tận dụng tối đa được cái số tiền. Mình ăn một con Hyper là binh. Ui, nó ngoạm con 2 triệu máu vào kìa. Wow, nó đam cỡ gần triệu máu rồi nó nhổ ra.
Xong rồi con này lại chuẩn bị là bị mấy con hyper của mình nó sấy nữa. Là coi như mày chết chắc. Mày đi. Ok ok ok, Wave 50 rồi. Wave 50 nhưng mà tôi đều áp được cấp cuối rồi các bạn ạ. Tôi đều áp được cấp cuối rồi, tại vì là à đúng rồi, tôi áp được thêm mấy con laser ra nhở. Ờ đúng rồi, tại vì là tôi xóa mấy con văn tiền mà. Tôi xóa mấy con unit văn tiền nên tôi xây được thêm mấy con laser ra các bạn ạ. Ôi, một tiểu đội mẹ gọi là 10 con, 9 con red laser nó chiếu. Ui, xong rồi thêm con Titan Drill nó ngoạm nữa. Bọt chết một cách rất dễ dàng. Bọt đi trần lạnh toát các bạn ạ. Đây, chúng ta có gọi là cái 1000 coin là điểm thưởng từ việc là đánh bại cái Evil Way này. Mình không biết là cái Evil Way này là trận nào chơi nó cũng có hay không, nhưng mà nãy mình chơi cũng có các bạn ạ, và bây giờ cũng thế. Nhưng mà có những trận lại không có. Mình nghĩ chắc là nó có tỷ lệ hên xui nó diễn ra. Đấy thì cái vòng quay này hiện tại là chưa có con chưa có con gọi là Red Laser các bạn ạ. Hiện tại nó đang là con upgrade the Titan Camera. Nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ quay thử tí đi, lỡ đâu quay ra được con upgrade này. Con này mình chưa có mà. Con Red Laser thì mặc dù nó là mới nhưng mà mình có rồi. Cho nên là quay được ra thì ra, không quay được thì thôi. Titan Speakerman. Có vẻ tôi có duyên với con Titan Speakerman này vãi, quay ra hoài. Mà tính ra con Titan Speakerman này trông nó cũng đẹp. Trông nó không thua kém đéo con Hyper đâu. Chỉ là cái giá trị sử dụng của nó là không có rồi các bạn. Hai con Titan Speakerman. Mấy con này phi shop hết. Hai con nữa. Rồi phi shop hết luôn các bạn ạ. Tầm này ra upgrade được Titan Cameraman đấy thì ngon. Hoặc là ra luôn một con Godly không? Chắc chắn câu trả lời là đéo rồi. Thật sự là tôi không có duyên với là mấy con unit các bạn ạ. Lần cuối. Ra đúng cái đít. Ok, thôi được rồi, chắc là video mình sẽ kết thúc lại đây thôi. Nếu bạn thấy yêu quý thì có thể cho xin một like và đăng ký nha. Các bạn cảm nhận sao về cái update 7M F-Zone 71 của tự em Toilet Tao Đình Fan? Các bạn hãy comment xuống dưới cho mình biết nha. Và các bạn đã sở hữu con Red Laser Cameraman này chưa? Các bạn thấy nó mạnh không? Cũng hãy comment xuống dưới cho mình biết nha. Và đừng quên là ghé vào hungakiatoilet.vn để mua unit nếu như các bạn muốn mua. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Và chúc ngày tốt lành. Bye. Xíu chiều tôi lại phải đi chữa bệnh đây các bạn ạ.